trong chuyến công tác đặc biệt đến nước Nhật để quảng bá văn hóa trà Việt. Master Kỳ cùng các cộng sự đã đến Chùa Vàng, một trong những ngôi chùa cổ, nổi tiếng nhất nước Nhật. Tại đây, Master Kỳ đã tham quan, khảo sát về địa thế và phong thủy của danh thắng, thưởng thức trà đạo Nhật Bản và thực hành các nghi lễ tín ngưỡng như xin xăm, mua bùa cầu may với nhiều điều thú vị. Ok, hiện giờ là mình đang cầm cái là kênh này, mình đo cái phương vị. Nơi đây nó nằm ở hướng cánh đông, hướng mão, 90 độ. Thì rất đặc biệt là sao? Cái ngôi chùa này nó nằm ở hướng cửa, nó chính là hướng mặt trời mọc. Mọi vật đó, sinh sôi nảy nở từ đây. Và khi mà đi vô trong á, hồi nãy mình đi vô trong mình đã xem xét rồi, mình thấy rất đặc biệt là phía sau ngôi chùa các bạn sẽ nhìn thấy xa xa là một dãy núi bao bọc xung quanh ngôi chùa vàng. Nên nó tạo cảm giác là bình an và hạnh phúc. Khi người ta tới đây, người ta sẽ thấy năng lượng tích cực. Giờ chúng ta đang đi vô, chúng ta cùng nhau tham quan trong này. Rất là nhiều người. Các bạn biết sao, hồi nãy mình có dùng cái la kinh, la bàn, mình đo đây. Đây chính là hướng đông. Hướng đông. Hướng đông là hướng mặt trời mọc. Và ở đây là sao, người ta là đất nước của mặt trời. Nên hướng đông, mặt trời mọc lên. Và chùa cũng vậy. Mọc lên là khởi lên, vạn vật được khởi lên, sinh sôi nảy nở khi mặt trời mọc lên. Khi vào thì có một cái cầu bằng đá nè, đó hai bên là nước. Cổng đây theo kết cấu đấu thủ, bên đây các bạn nhìn thấy đấu thủ. Ở trên đỉnh có những cái hình hoa sen, chùa hoa sen ở trên cao. Cái nguyên cái cửa này hoàn toàn bằng gỗ đó, cảm thấy nhẹ nhàng, thấy sự bình an. Và bạn rất là bất ngờ khi đo đây là 90 độ luôn, chính đông. Vâng, bây giờ chúng ta đi vào, chúng ta thấy được cái chùa vàng nằm đó. Đây là chùa vàng. Đây, chùa vàng. Ngày xưa người ta làm chùa rất là hay luôn. Có nghĩa là phía sau là những dãy núi bao bọc xung quanh. Cái chùa nằm phía trước. Phía trước đó nó lại có một cái hồ nước rất là đẹp. Có giống như là tọa vô hướng sơn mà nhìn thấy cây xanh rất là xanh, có nghĩa là núi mạnh mẽ, núi khỏe, nghĩa là rồng rất là mạnh khỏe. Các bạn nhìn thấy là phía sau cái dãy núi làm cho nó mạnh mẽ lên cái chùa này, phát phúc lộc. Hello mọi người, các bạn biết không, bây giờ mình đang đến cái đền là Bất Động Minh Vương. Thì ở đây là nó có một cái nơi để cầu nguyện. Và những thẻ tre như thế này nè, mình sẽ ghi lời cầu nguyện mình vô đây. Với là 300 yên, đây là 300 yên. Mình đặt đây 300 yên, đây 300 yên. Ở đây là không ai quan tâm tới, giống như là sao có người thu tiền, nghĩa là mà mọi người phải tự động. Bỏ vô đây 300 yên nè, bây giờ mình bỏ đây 300 yên nha. Sau đó mình mới ghi cái thẻ tre này. Đây, mình cầu nguyện về cho gia đình mình sức khỏe, mọi người thật là hạnh phúc ha. Sau cái thẻ này mình sẽ đặt lên trên này. Ở đây rất là nhiều lời cầu nguyện của nhiều người, mình đặt trên đây. Đây là những cái thẻ của những người cầu nguyện trước đây. Tiếng Nhật, tiếng Latin, tiếng đủ thứ mẫu chữ hết ha. Ok rồi, bây giờ mình tới đây mình cầu nguyện á. Đây rồi. Đây là mình cầu nguyện. Đây giống như là wishing well. Mình cầu nguyện ở đây nha. Mình ném đồng rồi. Ra đây, tới đây cứ mình phải mình giật cái cây này. Vừa rồi mình vừa hoàn tất xong cái việc mà cầu nguyện ở một cái đền Bất Động Minh Vương, nơi chùa Vàng. Hello mọi người,
Bây giờ tới đây là một hệ thống sinh quẻ tự động của người Nhật nha. Mình bỏ đây nè, 100 yên. Mình coi mình may mắn hay là không may mắn. Ôi, cái quẻ vừa văng ra. Đây là tờ giấy. Đây, vừa văng ra một cái quẻ. Mình không biết là cái điều gì đang xảy ra nha. Đây. Đây. Đây là cái quẻ. Ok ok. Có tiếng Anh, có tiếng Anh. Đây nó có tiếng Anh trong đây nữa nha. Nó sẽ mình xin đây. Nó có về học hành nè, nó có về tình yêu nè, nó có về con cái nè, nó có về bệnh tật nè, nó có về cưới sinh nè. À. Rồi mình thấy là cái quẻ này khá tốt nha. À, mình đã có quẻ là khá tốt. À, mình cho vào ví nè. Nè, ví dụ đây nè. Về bệnh tật, tại mình sức khỏe mình không được tốt lắm. Bệnh tật mà you will get it over. Có nghĩa là bạn sẽ vượt qua. Đó, ok nha. Lucky. Đây là cái quẻ tình cảm.